Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Video buổi trưa ngày hôm nay thì em Dương tiếp tục lên áo gió nhà mình nhá. Áo gió kiện của Hàn hoặc Nhật anh em nhá. Hôm nay thì em vẫn đồng giá 299.000 cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em nhá. Anh em nhận hàng thì vẫn có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Hôm nay thì em lên khoảng 50 mã nhé. Trong kiện Hàn Nhật thì nó cũng có rất nhiều các hiệu lớn ấy. Nike, Adidas, Puma rồi Mizuno rồi, nói chung nhiều hiệu lớn, ngoài ra các cái nhiều hiệu của Hàn nữa, nhiều hiệu mới của Hàn Quốc nữa nhá anh em nhé. Mã đầu tiên em lên nhà mình một con Mizuno nhé, size đây ghi size XL, của đó là họa tiết thêu nhé, logo thêu này. Thêu rất dày luôn ạ, thêu cực kỳ dày luôn nhá. Bên trong của nó thì lót một cái lớp nỉ mỏng, bên trong lót nỉ mỏng này, đây, con này hai lớp, ngoài gió bên trong nỉ dày dặn ạ. Độ mới thì con này tầm khoảng độ 92-93%, tay bo có dạng tốt này. Đây. Con này thì anh em tầm size L, L hoặc XL cho em. Túi hai bên là túi thường nhá, không khoảng kiểu đây, thêu đây, kiểu dáng form dáng rất là nhã nhặn, nhẹ nhàng, dễ mặc. Đây, đằng sau là trơn này. Bên trong con này nó không có túi đâu, con này bên trong không có túi đâu, con này là made in China nhé, con này hàng xuất Nhật, size trên áo ghi size XL, anh em cứ tầm size L hoặc XL mặc cho em được nhé. Này, con này là mã R171 nhé, hôm nay tiếp tục mã R171 này, bụng 54, dài áo là 71 nhé, L hoặc XL cho em, bụng 54 dài 71. Con Mizuno mới đét, như mới nhé, này mới đó. Mã tiếp theo này em lên con Adidas nhé, áo màu đỏ cam Adidas neo. Đây, con này logo là thêu Adidas neo này, đây khóa này, bảng to Adidas neo nhé. Bên ngoài là gió, bên trong là lót lưới nhé. Con này có mũ cuộn bên trong này, đây này, áo nó làm cổ rất là đứng form nhé. Adidas này, đây có mũ cuộn bên trong này, size đây ghi là size S. Đây, con này cũng 95%, tay bo có giãn này, con này mới tinh, như áo mới cho em. Đây, bên trong lót lưới, bên ngoài gió, bên trong là lót lưới, ngoài nó làm đứng form á. Đây, con này thì anh em tầm size M mặc vẫn được, size S mặc thì nó sẽ kiểu thoải mái hơn. Đây, túi hai bên là cũng có khóa kéo luôn nhá, túi hai bên có khóa kéo đây, có dây rút này, có mũ này. Đây, con này mặc cực kỳ chất luôn, Adidas neo. Đây, nó đây đứng form á. Đây, anh em học size S hoặc size M cho em nhé, S hoặc M mà đều được hết. Tem biết cả quyển luôn này, tem cả quyển luôn. Đây, mã QR này. Con này made in China nhé, hàng xuất Hàn, xuất Nhật. Con này là mã R172 nhé, R172. Vai 36, bụng 46, dài áo là 63 nhé. Con này size M hoặc size S cho em, S mặc thì nó sẽ kiểu rộng rãi thoải mái hơn. Này, đúng kiểu S nam. Nữ thì nó anh chị em mình mặc size L cho em, nhưng mà nữ. Mã R172 nhé, vai 36, bụng 46, dài 63, size S cho em. Tiếp theo này, em lên một con bomber nhé. Tại vì dòng áo khoác này thì nam nữ mặc được hết mà, nó dễ mặc ạ. Tiếp theo em lên một con bomber này, cực kỳ chất luôn. Con tay bomber của Adidas này, khóa này. Adidas này, kết hợp với Star Wars, con này cực chất luôn, khóa bản to. Con này khoác thể thao nhé, khoác nỉ polyester đấy, chất polyester thể thao, bomber. Con này anh em tầm size L nhá, size L. Túi hai bên cũng có khóa kéo luôn nhá. Đây, bên này thêu này, bên này là in nhá, in này. Đây, thêu ở dưới nhá, này cực chất luôn. Đây, đằng sau nhá, đằng sau là cũng có hình thêu thế nào. Tay bò có dạng tốt này, con này mới tầm trên 90, mới lắm. Qua đằng sau là thêu nhá, nó thêu xung quanh, còn ở giữa nó là in. Này, thêu này, thêu in nhá, ở dưới chỗ này là in. Adidas kết với Star Wars. Đây, nó sẽ có thêm một cái tem của Star Wars đây, mã QR này, chất polyester 100%, chất thể thao. Con này made in China sao nhỉ, made in China, size đây ghi size L, cái áo ghi size L cho em. Con này là mã R173 nhé, bụng 51 dài 62, bụng 51 dài 62 nhé, bụng 51 dài 62. Con này anh em cứ tầm size M hoặc size L một cho em.
Ở mã tiếp theo này, em làm con Adidas nhé. Adidas này. Ở logo của nó là in nhiệt nhé. In nhiệt này. Logo chỗ này nó hơi bong một tí tí rồi. Đây. Hơi bong một tí tí rồi. Đấy. Đây. Bên trong là lót lót lưới nhé. Trong lót lưới này. Con này mới lắm. Có cái là logo nó hơi bong một tí rồi. Size đây, size L. Size L cho em. Con này nó hơi bong một tí rồi. Đây, em bán rẻ. Con này 200 nữa. Con này, con này mới đẹp đẹp luôn. Đây này. Tay bò có dạng tốt này. Đây, màu này các anh chú bác mình đi tập thể dục buổi sớm này, hợp lý luôn. Size chuẩn L cho em nhé. Mới đấy. Túi hai bên là cũng có khóa kéo luôn nhé. Túi khóa kéo hai bên này. Bên ngoài là gió, bên trong là lót lưới. Đây, mã vạch, mã QR này. Made in China. Đây, con gió rất là mềm nhé. Gió cực kì mềm luôn. 200.000. Con Adidas. Mã R174 nhé. Vai 43, bụng 52. Giá là 68 nhé. Anh em chuẩn size L cho em. Size M mặc vẫn được. Đây. Đây, tay bò này, có giãn này. Mới đét đẹp luôn. 200.000 nữa. 200.000 anh em nhé. Đầy đủ hết túi hai bên. Bên trong lót lưới. Mã R174 nhé. Vai 43, bụng 52. Giá là 68 cho em. Tiếp theo là em làm con khoác khoác polyester thể thao nhé. Con này của Adidas này. Con này mới 95%, như mới luôn. Logo là theo nhá. Adidas Climalit. Size đây ghi size L. Size L nhá. Climalit hàng made in China. Ngoài mới lắm anh em ạ. Đây. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đây. Mã QR này. Tem tiếc mới đẹp đẹp. Made in China. Đây. Màu lại hay này. Cái này khoác thể thao nhá. Con này nó ghi như này thôi, anh em tầm size M mà cho em cho thoải mái. Đây, em mặc vừa in luôn. Đây, anh em tầm size M mà cho thoải mái. Đằng sau là trơn nhá. Con này là mã R175 nhá, bụng 49 dài 65, bụng 49 dài 65, anh em size M cho em nhá. Túi hai bên là túi thường, khoác thể thao polyester, mới đẹp đẹp luôn. Size M thôi anh em nhá, size M thôi. Tay bo có giãn này, cực tốt luôn. Mã tiếp theo này, em làm con gió dày dặn nhá. Nó con này dày lắm. Dày dặn cực kỳ luôn, con này có Mizuno nhá. Mizuno hiệu Nhật. Logo là theo nhá, theo dày cộp luôn. Theo dày cộp luôn. Con này tầm size XL nhá. Đây. Mizuno, bên trong là lót nỉ mỏng nhá, công nghệ giữ ấm của nó này. Đây. Con này thì là mặc ấm đấy nha, khoác ấm đấy anh em nhá. Khoác gió ấm đấy. Đây, tay bo co giãn tốt này. Con này mới trên 90 nhá, mới lắm. Mã R176 nhá. Bụng 57 dài 70. Bụng 57 dài 70 cho em. Túi hai bên là túi thường á, không có kéo đâu. Màu rất đẹp luôn này. Tay bò có dạng tốt này. Size XL cho em nhá. R176, bụng 57 dài 70. Bụng 57 dài 70 cho em nhé. Bên này nó có chữ thêu à. Bên này có một cái chữ thêu. Tiếp theo này, em lên một con khoác thể thao tiếp nhé, của Nike này, áo đội tuyển này, đây mà, đội tuyển này, đội tuyển bóng đá. Logo này là thêu nhé, thêu. Khoác thể thao chất polyester, con này thì cũng mới khoảng 90%, đây, áo màu xanh là cây. Đây, tay bo có dạng tốt này. Đây, con này thì nó kiểu body ấy, khoác thể thao ấy, nó hay một kiểu body. Made in Cambodia nhé, tem tắc cả quyển luôn. Con này thì anh em tầm size L cho em ạ. Con này em mặc nó hơi dài. Anh em tầm size L cho em. Đây, M nha em mặc vẫn được. Nó kiểu áo này nó hơi dài một tí. Đây. Con này là mã R177 nhá. R177. Vai 41, bụng 44, dài áo là 72. Đấy, con này nó hơi dài, nó dài tận 72 cơ. Nên anh em là tầm phải người phải tầm rong ròng cao á. Mặc nó mới đẹp được. Cái con này bụng nó có 44 á. Vai 41, bụng 44, dài 72 nhá. Cái con này anh em phải người trong dòng cao. Mặc size L cho em. Túi thường không có khóa kéo đâu. Tem tắc cả quyển luôn. R177 nhá. Vai 41, bụng 44, dài áo là 72 ạ. Tiếp theo này, em lên con áo gió chui nhá. Gió chui bên trong lót lưới này. Con này của Lecoq Sportif này. Áo màu mận nhá. Lecoq này. Đây, cực mới luôn.
lê cốp này, thêu nhá, thêu đằng sau này, thêu đằng trước này, nét căng, mới nét đẹp luôn. Con này mới trên 90, size L cho em á, lê cốp gốp, size đây ghi size L. Con này tay nó cũng bo có giãn tốt này, bên dưới nó cũng có bo có giãn nhá. Tem Nhật, con này made in China, hàng xuất Nhật cho em ạ. Đây. Con này là mã R178 nhá. Vai 53 bụng 60, dẻo là 66 nhá. Dẻo là 66 á. Con áo size L, áo gió chui. Tiếp theo này, em lên một con gió, con này là gió hai mặt của Nike. Logo là thêu nhá. Con này hai mặt ạ. À. Một mặt là nó kiểu màu các cái cây cây khô ở kiểu vùng tuyết ấy. Có dây rút này, hai mặt đều là gió nhá. Con này dày dặn lắm, 299.000. Con này nó là bao rẻ anh em ạ, mà nó áo nó lại còn mới nữa. Đây này, tay bo có dạng tốt này, hai mặt dày dặn cực kỳ luôn, quá dày dặn luôn. Đây là một mặt này, túi có quả kéo luôn nhá. Đây Nike này, tem tag này, trong túi made in Bangladesh. Ủa xịn thế, size M cho em nhá. Anh em là chuẩn size M cho em này, chuẩn size M luôn này. Nike nhá, Nike hai mặt. Đây, mặt bên này là màu tím, mặt bên này màu tím cho em này. Đây, mặt hai mặt luôn cho anh em xem. Đây, mặt màu tím. Bên này nó thêu chữ AD này, không nghĩa gì. Đây, bên này cũng thêu Nike này. Nike nhá. Túi bên này cũng khóa kéo luôn nhá, túi hai bên đều khóa kéo luôn. Đây, hai mặt nhá. Con này mã R179 này, vai 47, bụng 51, dài 61 cho em nhé. Anh em tầm size S hoặc size M, mặc đẹp luôn. Tiếp theo này, em lên một con áo gió mềm. Gió mềm, con này của Lecoq Sportif này. Của nó đằng sau nó sẽ thêu nhá, thêu con gà này, thêu Lecoq này. Còn đằng trước nó là in, đằng trước là in nhá. Con này dày dặn lắm. Con này bên ngoài là gió mềm, bên trong là lưới dày. Lưới nó dày lắm. Con này là hàng Mechina, cũng hàng xuất Nhật cho em nhé. Đây, trên này có một cái tem của Lecoq tiếp này, Lecoq Sportif này. Con này mới đẹp. Đây, con này mới cũng phải 92-93%. Mới đẹp. Con này thì anh em tầm size S cho em thôi. S thôi, size S mặc không phải. Em mặc con này hơi gọi là hơi kích tí. Anh em tầm size S cho em nhé. Con này bụng 51 dài 63. Bụng 51 dài 63, mã R180 nhá. R180, Lecoq Sportif, size S cho em nhé. R180, bụng 51 dài 63 cho em nhé. Coi dày dặn lắm, cực kỳ dày dặn luôn. Áo của Lecoq mới đen đẹp. Túi thường thôi, không có kéo đâu. Tiếp theo này, em lên con gió mềm. Con này mũ này là cuộn vào được này. Con này mũ cuộn vào được nhá. Con này hàng của Hàn. Đây, size đây kia, size 95 Rin, size 95, con này của Rin. Áo gió một lớp. Con này là mũ cuộn được vào anh em nhé. Kéo kiểu này nó cứ hay bị dính vào cái áo. Đây, con này gió một lớp nhé. Anh em nhìn bên trong này, nó may này. Đấy, may bò lót rất đỉnh luôn. Tem hạt này. Con này là made in Korea, ảo hạt, mới đen đẹp luôn. Nó kiểu gió thể thao, nó hơi có dãn nhẹ. Đây, tay bò có dãn tốt này, có cả dính luôn nhé. Con này mới lắm, mà nó áo nó chất áo nó sờ nó thích, một lớp nó dày dặn. Mũ thì có thể cuộn được vào nhé, mũ cuộn được vào này, quá mượt luôn. Túi hai bên cũng có khóa kéo luôn nhé. Con này mới 95% nha, mới đét, mũ cuộn được vào nhé. Bên này là logo thêu vào ấy. Mã R181 này, R181 này, bụng 48 dài 68, bụng 48 dài 68, anh em chuẩn size M cho em nhé, chuẩn size M cho em. Đây, áo gió một lớp dày dặn. Cái này mũ cuộn được vào, mũ cuộn được vào luôn, hàng Hàn. R181 nhá, bụng 48 dài 68 xem. Bụng 48 dài 68 nhá, áo rất là mới này. Mã tiếp theo này, lên một con hàng của Hàn Quốc tiếp này. Ôi, con này gió nó phối với nỉ polyester. Con này dày dặn lắm, áo màu trắng tinh. Đây, chỗ này là thêu nhá. Đây này, thêu số 74 này. Đây, còn lại là in. Đây, con này MCK size M, size áo đây size M. Con này kiểu gió phối thể thao ấy, nó một lớp mà nó dày dặn, một lớp cực kỳ dày dặn luôn.
polyester 100%. Made in China, con này hàng made in Hàn, Korea. Đây, một con áo khoác kiểu dòng khoác thể thao nhá. Phối gió với polyester nhá. Đây, mặc con này cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cực chất luôn, nó trắng. Đẹp luôn, túi hai bên cũng có khóa kéo luôn này. Đây, áo này. Rất đẹp luôn này, tay bo có dạng tốt này. Con này là mã R182 nhá, bụng 54 dài 68. Bụng 54 dài 68 nhá, anh em chuẩn size M cho em. Bụng 54 dài 68. R182 nhá, R182. Mới đen đẹp luôn. Bên China hàng xuất Hàn, khoác thể thao, phối gió. Đây là nó phối những cái đoạn này, đoạn có chữ là nó sẽ là gió nhá, cái còn đoạn trên này nó là nỉ polyester kiểu khoác thể thao. Mã tiếp theo này, em lên một con khoác cực kỳ dày dặn luôn, con này giống kiểu như là khoác kaki ấy, chất kaki. Quá to luôn. Nó quá to. Đây, bên ngoài kaki nhá, bên trong là lót gió. Bên trong lót gió này. Con này size XL ạ, size to lắm. Chỗ này nó không có chun đâu nhá, nó ăn kiểu dính thôi em ạ. Chỉ có dính nhá. Mà khoác kaki dày dặn bên trong lót. Đây, con này kiểu khoác dài ấy. Đây, kiểu khoác dáng dài cho em này. Đây. Bên này nó có chữ shake cut. Made in DPRK, hình như là Korea. Nó là cái gì một khu vực của Korea ấy. Túi hai bên này đều khoác kéo nhá. Con này kiểu khoác to đấy, em tầm size XL cho em nhé. Rất là rất là dày dặn luôn. Con này là mã R183 nhá. Vai 54 bụng 62. Dài áo là 80 nhá. Đấy, một con khoác cực kỳ to. Con này thì em tầm XL, XXL cho em. Mặc đẹp, độ bới cao trên 90%. Khoác kaki bên trong là lót gió. Đây, con này còn hai hàng khóa kéo đây này. Hai hàng khóa luôn. Đây một con kiểu khoác to mà kiểu lịch sự. Khoác kaki, bên trong có một cái túi đây nhá. Đây này. Bên trong có một túi này. Một túi thôi, có một túi đây nhá. Tiếp theo này, em lên một con Elder này. Trong này hàng này của Hàn Quốc. Kiện này rất là xịn này. Rất nhiều áo nó made in Italy. Đây, con này logo là in. Size 165 à. Con này gió thể thao nhá, nó mềm lắm. Nó mềm nó có giãn này. Đây này, bên trong này. Nó làm này, chi tiết không? Đường may nhá, đều có lót hết. Con này made in Việt Nam. Hàng xuất Hàn. Made in Việt Nam. Con này gió nhẹ nhàng á, con này nó cực kỳ là mỏng luôn. Mặc kiểu đây này. Mặc đi thể thao. Mỏng dính. Con này anh em tầm khoảng độ size size M. M hoặc là S cho em. Túi hai bên là túi thường, không có kéo đâu. Quay mỏng á. Tầm size S thôi. Em mặc tay hơi ngắn này. Mã R184 nhá. R184 này. Vai 41 bụng 49. Giá là 64 nhá. Em tầm size M hoặc size S cho em ạ. Đây. Nó không bị ngắn lắm đâu. Size M hoặc S được. Nữ thì nếu mà nữ mặc thì tầm size L cho em. Đây này, chỗ này có chỗ ghi tên. Ghi tên này mà là cẩn thận ghi tên này. Nó mới nguyên. Mã R184 nhé, vai 41 bụng 49 dài 64 cho em ạ. Mã tiếp theo này, em lên một con này áo nữ hả? Con này áo nữ rồi. Tất cả cúc cơ của nó này. Mã vàng xịn. Xịn đét. Bên trong anh em nhìn các cái đường may của nó này. Wow. Trông một chất lừ không? Đây, bên trong cái tem này, thêu này. Thêu chữ M. Như cả Moncler ấy. Xịn thật. Tem này tống tem của Zara thế nhỉ. Đây, mã vạch cái thứ đây. Ủa, con này xịn lắm. Con này xịn đét luôn. Chả biết nó là cái hãng gì. Con này. Nhiều chữ quá anh em ạ. Nhiều chữ quá. Ôi, túm lại con này áo nữ em bán rẻ 200 thôi. Con này áo nữ mà. Áo nữ mà. Con này chật, em mặc chật lắm. Nó có mũ nhá, nó có cả mũ trong này này. Đây này, xịn lắm, con này này. Mũ trong này cuộn trong này rồi đây. Ui dồi, con này chất lừ luôn. 200.000 thôi anh em nhá. Mã R185. Bụng 41 dài 58. Chị em là tầm size M cho em.
bụng 41 dài 58. Đây này, dáng của nó này. 200.000 này. Còn gió nữ xịn cực kỳ luôn. Con này một lớp nhưng nó dày cực kỳ luôn, dày cộp luôn. R185 nhá, bụng 41, dài 58. Này. Cái dáng cổ nó to này. Này. Đấy, ui rồi, con này mặc quá đẹp luôn. R185 nhá, bụng 41 dài 58 200.000 nha. Tiếp theo này, em lên con này của Lecap này, size 110, áo thể thao nhá. Áo khoác thể thao, chất polyester 100%. Một lớp dày. Đây, một lớp thể thao rất dày dặn, trong là có túi luôn nhá. Một lớp mà trong nó vẫn có một cái túi này. Đây, tay có giãn này. Con này 110 anh em tầm size XL cho em nhá. XL mặc áo khoác thể thao. Con này mã R186 đây, R186 nhá. Bụng 58 dài 70, túi hai bên có khoác kéo này, Lecap nhá. Lecap này. Đây, hàng của Hàn Quốc. Em mặc thì nó hơi rộng, trông nó không được đẹp. Đây, khóa nó dập Lecap hết nhá. Đằng sau của nó sẽ có logo logo của Lecap. Đây, con này là hiệu này là made in China nhá, tem Hàn, hàng xuất Hàn cho em ạ. Lecap nhá. Hiệu này quá nổi của Hàn rồi. Đây là đằng sau này. Đây. Lecap này. Đây dưới này có này, Lecap này. Đây, mã R186 nhá, bụng 58 dài 70. Bụng 58 dài 70 sẽ XL cho em nhá. Tiếp theo này, một con hàng Hàn tiếp nhá. Con này áo màu cam. Áo của K2. K2, logo là thêu nhá. Size đây ghi size 100. Ngoài chống nước. K2 nhá. Đây, K2. Con này không có mũ đâu nha anh em nhé. Con này không có mũ đâu. Gió dày dặn cực kỳ luôn, chống nước bên trong lót gió. Bên trong lót lưới nhầm. Bên trong lót lưới ở trên, dưới là gió này. Đây, có khóa kéo này. Túi hai bên này cũng có khóa kéo nhá. Đây. Túi hai bên đều có khóa kéo hết này. Đây. Tổng có 3 túi, dày dặn lắm. Đây, này vừa có giãn này, vừa có dính nhá. Này. Vừa có dính này, chất lì luôn. Đây. Made in China, con hàng xuất Hàn cho em nhé. À, con này mã R187 nhé. R187 bụng 49 dài 70 nhé. R187 bụng 49 dài 70, anh em tầm size L cho em. Con này kiểu khoác dáng dài ấy nha anh em nhé. Khoác dáng dài đấy. Bụng 49 dài 70, Lecap. Bụng 49 dài 70 cho em nhé. À, con này là mã R187 ạ. R187 49 ra 70. Tiếp theo này, em lên con áo màu xanh than nhé. Xanh than này, logo hình chữ H này. Đây, con này gió. Con này Sporttech này, size L. Size L con này made in China. Bên trong là lót nỉ mỏng nhé. Lót nỉ mỏng, phối một tí gió đây. Bên này gió này. Đây, con này cũng hàng của Hàn cho em này. Đây, tem Hàn, mới đẹp đẹp. Mới á. Ôi, anh em tầm size M cho em thôi. Anh em tầm size M cho em mặc đẹp. Đây. Tay bò có giãn tốt này. Mã R188 nhá. Bụng 51 dài 55. Bụng 51. Con này dài phải tầm 60, bụng 51 dài 60. R188 nhá. Bụng 51 dài 60. Con này anh em tầm size M cho em nhá. Rồi thêu này, size M cho em nhá. Hàng của Hàn. Tiếp theo này, lên con gió một lớp. Gió một lớp mỏng nhá. Con này mũ tháo rời được này. Đây này, mũ tháo rời được nhá. Con này là Carimor. Size 110. Tương đương với khoảng XL. Con này là thêu này. Con này gió một lớp nhẹ nhàng này. Đây, nó có một lớp này. Đây, tem của Hàn nhá. Tem Hàn, con này mình Korea. Korea anh em nhá. Đây, mũi tháo rời được này. Đây, sau đó là mệnh hỏa này. Tay bò có giãn tốt này. Con này mới lắm. Con này mới tầm 92-93%. Gió một lớp này. Con này tầm size XL cho em ạ. XL nhá. Túi hai bên này có khóa kéo luôn này. Anh em tầm size XL cho em ạ. Mã R189 này. R189 này. Vai 49 bụng 58. Dài 71 nhá.
R189, anh em thấy XL cho em. XL cho em nhé, độ mới cao. Gió một lớp này, con này gió một lớp này. Mã tiếp theo nhá. Em lên nhà mình một con gió này, màu xanh lá cây này, độc lạ luôn này. Logo chỗ này nó là in nhá, in hình con rồng. Đây, con này là của Whoop Lau này. Đây. Áo của nam size S. Con này một lớp mỏng cho em ạ. Đây, con này một lớp mỏng nhá, nhẹ nhàng này. Size S. Made in Việt Nam nhá, con này hàng xuất sang Hàn này, made in Việt Nam. Con sói không phải con rồng anh em ạ. Logo của nó là con sói, con này màu độc lạ luôn này, mới tinh, con này mới 95%. Đây, tay bò có dạng tốt này. Con này màu nó sẽ là xanh lá cây đấy anh em, nhìn trong này nó hơi kiểu ô liu, nhưng mà nó là màu xanh lá cây đấy anh em nhìn. Đây này, mã nào tầm size S cho em nhé, size S cho em thôi, túi hai bên khóa kéo đây. Mã R190 nhé, vai 40 bụng 47, giá là 62 nhé, dài 62. Anh em tầm size S cho em ạ, size S nhé, độ mới cao nhé, và như mới luôn. Made in Việt Nam, xuất Hàn nhé. Em tiếc mới đẹp đẹp. Tiếp theo này, em làm con gió. Gió này, nó phối mũ là mũ nỉ ạ. SL anh em đây, nó phối mũ là nỉ nhá. Đây. Khóa nhôm, con này bên trong lót gió. Con này dày dặn cực kỳ luôn. Phối mũ nỉ đây, bên này có túi này, này có túi này, tay bo có giãn này. Tay nó lại là tay bo nỉ. Đây. Con này anh em tầm size L cho em nhé, túi hai bên túi thường không khó kéo đấy. Con này dày dặn lắm. Con này hai mặt em không có tem nhỉ. Mã R191 nhé, bụng 64 dài 70, size L hoặc XL cho em ạ. Bụng 64 dài 70. Đây, con này để em xem, con này không thể có tem ở đây, con này như áo hai mặt nữa. Con không có tem ở đây. Đó, nó kiểu như này anh em mặc được hai mặt đấy. Không, con này một mặt thôi, khóa kiểu này một mặt thôi. Đấy nào. Vậy không biết con này tem nó giấu ở đâu. Không thấy tem đâu. Mà không có tem đâu, chắc nó bị cắt mất rồi. Mã R191 nhá, bụng 64 dài 70 cho em ạ. XL hoặc L. Tiếp theo là em làm con gió chống nước này. Con này gió chống nước nhá, màu vàng, con này tầm size S rồi. Đây, chống nước nhá. Có một cái túi bên trong này. Đây, con này của Monpick. Con này nó không có mũ đâu anh em nhá. Con này không có mũ đâu. Con áo gió nhỏ chống nước. Khoa chống nước tuyệt đối ấy. Hai bên có khóa kéo đây. Đây, trên này có một cái túi nữa nhé. Con này một con gió chống nước. Con này anh em tầm size S cho em thôi, size S thôi. Nữ thì tầm size L. Mã R192 nhé. Vai 40 bụng 47, dài 59 á. Con gió chống nước tuyệt đối nhé. Đây, size S cho em thôi. Đây, tay bò có dạng tốt này. Đây nó còn thêm một chữ thêu này, kiểu công nghệ chống nước của nó ấy. Đây, trên này nó cũng còn có chữ thêu này. Mã tiếp theo này, em lên một con áo, con này của nữ rồi. Ngoài nữ đẹp lắm, màu trắng, logo thêu nhá. Ngoài áo nữ, áo cổ tròn, an bè, nữ. Bên ngoài là gió, bên trong lót lưới nhá. Gió của nữ. Đây, con này chị em là tầm size L cho em. Size L, gió cổ trụ nữ, xịn luôn. Ngoài, rồi, quá đẹp luôn này. Đấy, túi hai bên có khóa kéo nhá. Đây, con này gió lữ, em bán rẻ 150 thôi, túi hai bên có kéo này, 150.000 nhé, hàng của Hàn Quốc, xịn đét luôn, con này đẹp lắm anh em ạ. R193 nhé, vai 44 bụng 53, giá là 60, 150, rẻ quá. Ở mã tiếp theo này, em lên một con gió hai lớp, con này của Converse này. Con này dày dặn lắm, cực kỳ dày dặn, logo là in nhé, Converse. Bên trong là lót lưới. Trong lót lưới, con này dày quá dày dặn luôn. Converse size 105. Đây, tay này đẹp không anh em? Tay bo có giãn này. Úi xồi, con này mới tầm 95%, mới đẹp. Converse. Quá dập Converse luôn.
túi hai bên này cũng còn kéo luôn nhá. Đây, con form dáng nó dày dặn. Đây. Này, còn này. Đây, màu đen, đen đơn giản thôi. Chất dày dặn đẹp. Mã R194 nhá. Vai 50 bụng 56. Dài áo là 68 nhá. R194, vai 50 bụng 56, dài 68. Vai size M hoặc size L cho em. Đẹp. Mới đẹp luôn. Túi khóa kéo. Ở mã tiếp theo này, nó lên một con khoác, con này kiểu khoác kaki ấy. Con này của Serini Pet. Pet là cái hãng như là của Hàn mà nó logo con tê giác ấy. Size 105. Bên trong là lót bên trong thì nó ở giữa thì là nó một lớp đấy. Con này dày dặn. Cực kỳ dày dặn luôn. Nó một lớp dày á, dày á. Nó có đoạn lưới ở trên nhé, lưới ở trên. Con này là nó không có bo đâu, nó chỉ là có hai cái nấc cúc ở đây thôi, không có chun bo chun. Đây, con này hiệu Pet, size thì tầm size XL cho em ạ. XL cho em. Túi hai bên là túi thường thôi, cũng không có khoác kéo đâu. Con khoác kaki, made in China, hàng xuất Hàn. Size 105, L hoặc XL cho em. Đây, nghe mặc như này hoặc là mặc kiểu cổ tròn. Ở con này mã R195 nhé, R195 này. Vai 48, bụng 56, giá là 69 cho em nhé. Giá là 69, L hoặc XL cho em ạ. Ở mã tiếp theo này, lên một con gió, con này dày dặn. Con này gió cũng cực kỳ là dày dặn luôn này. Đây, gió hai lớp. Quá to, mượt cực kỳ luôn. Đây, hai lớp gió nhé. Bên ngoài là kiểu gió của kaki ấy. Bên trong là gió, bên trong lớp gió. Đây, size ghi size XL. Size XL nhé. Ôi, dày dặn lắm. Tay bo có dặn tốt này. Cực kỳ dày dặn luôn. Con này là mã R196 nhé. R196 này. Bụng 60 dài 72. Bụng 60 dài 72. Em chuẩn size XL cho em. Chuẩn size XL cho em. Con này túi bên trong không có, không có túi đâu. Bên trong không có túi đâu. Hàng made in China. Con này hàng xuất Hàn ạ. Tem Hàn của nó này. Bao size XL cho em nhé. XL. Mã tiếp theo là em lên một con gió chui nhé. Con này của Nike này. Gió một lớp dày dặn nhé. Con này kiểu gió nhám ấy. Sần sần này, giống kiểu dòng Nike Sport ấy. Dòng này sẽ xịn hơn, đắt hơn, đắt tiền hơn ấy. Xịn hơn gió thường, big logo nhá. Này gió chui. Màu này màu kem. Đây có túi hai bên nhá. Có túi hai bên này. Con này bị cắt mất tác rồi. Con này bị cắt mất tác rồi anh em ạ. Một tác không. Con này mã R197 nhé. R197 này. Vai 53, bụng 58. Giá là 68 cho em nhé. Giá là 68. Con này thì tầm anh em tầm size M cho em ạ. Tầm size M cho em nhé. Size M hoặc size L. R197. Vai 53, bụng 58, dài 68. Và để mà rộng rãi một tí cứ size M cho em mặc cho thoải mái. Tiếp theo là em lên một con áo hoa nhé. Con này áo nữ này. Màu siêu phẩm luôn này. Màu siêu phẩm luôn anh em ạ. Họa tiết này. Màu độc lạ luôn này. Và áo nữ ạ. Này, bên trong thì là lót gió nhé. Bên trong lót gió cho em này. Hàng của Hàn Quốc. Đây, made in Korea luôn nhé. Ngoài xịn lắm. Áo nữ Jangun Jong Premium. Con này tay nó làm hơi ngắn. Áo nữ. Con này chắc vẽ mà hơi chật. Con này chị em tầm size M hoặc size L này. Đây, áo nữ màu đẹp quá. Con này là mã R198 nhé. R198 này. Vai 36, bụng 51, dài 66 cho em nhé. Con này 150.000. Mã R198 nhé. Vai 36, bụng 51, giá là 66 cho em. Màu siêu phẩm luôn. Đây này, anh em nhìn này, các đường may này. Đây, nó làm này, bo lót hết này, xịn tét luôn này. Tiếp theo này, em lên một con gió. Con này
chỉ nổi nhá, chỉ trắng nổi này, áo kiểu gió cổ trụ nhá. Con này Park Len này, Len này, con này xịn lắm. Con này không có mũ đâu, nó kiểu cổ trụ, chất lừ luôn. Đây này, bên trong này, đâu ra đấy luôn này, gọn gàng này. Không tí chỉ thừa nào đây. Đây có một cái tem Park Len, một cái túi đây này. Ngoài xịn đét luôn. Nó này size bé thôi. Cái kiểu dáng con này anh em mặc size vừa in, mặc vừa người cho em. Size S, cực chất luôn. Ngoài quá đẹp luôn. Ngoài chất áo làm đỉnh lắm. Đây anh em tầm size S cho em rồi nhá. Size S thôi, đẹp mới hoàn hảo. Túi hai bên là túi thường, không có kéo đâu. Đây, các cái con cúc của nó này, tập hiệu hết. Đây, bác nào size S cho em rồi nhá. À, con này là mã R199 nhá. Vai 45, bụng 52, giá là 61 nhá. Chuẩn size S cho em. R199, vai 45, bụng 52, dài 61. Đây. Tem nó còn cất gọn trong túi cơ. Hàng Made in China, hàng xuất Hàn nhé. Tem Hàn. Ngoài xịn lắm anh em ạ, xịn đét luôn. Hai túi hai bên này. Một con áo khoác và kiểu lịch sự công sở. Quá đỉnh luôn. Em rất thích cái kiểu áo khoác mà nó có túi bên trong ấy. Nó đa dụng, mình để đồ thì nó tiện. Tiếp theo này, một con Elegant Sport Paris Pháp. Hiệu Pháp, size 100. Con này dày dặn lắm. Con này có cái nó không có mũ này. Có cái chỗ ấy mũ nhưng nó không có mũ nữa. Con này dày dặn cực kỳ luôn. Hiệu Pháp, áo gió có dày dặn. Đây này, con này cũng có túi bên trong này. Đây, bên trong móc lưới này. Xịn đét luôn anh em ạ, đây này. Một hàng, đây. Hàng lưới là gió, trên là lưới, size 100. Con này hàng Made in Việt Nam, hàng xuất Hàn này. Em tác mã vạch, và xịn lắm anh em ạ. Nó dày dặn lắm. Siêu dày dặn luôn. Đây, tay bò có dặn tốt này, vẫn còn là dính luôn này. Con này dày dặn lắm. Con này chống nước nhẹ cho em. Túi hai bên là nó cũng có quả kéo ấy. Túi hai bên này cũng có quả kéo nhá. Rất dày dặn luôn. Túi này. Hai túi luôn nhá. Hai túi hai bên luôn nhá. Túi trong ấy. Mã R206 nhá. R206, bụng 58 dài 72. Bụng 58 dài 72 nghe tầm size L cho em ạ. Size L cho em tại vì con này nó kiểu dáng khoác dài ấy. Size L mặc được. Dày dặn ạ, đẹp. Áo Pháp R206 nhé. R206, bụng 58 dài 72 cho em ạ. Ở mã tiếp theo này, em lên một con áo nữ ạ, Pier Sport. Con này dày dặn cực kỳ luôn. Thêu này, đằng sau thêu nhé. Thêu nhũ luôn. Con này nó có mũ ấy, nhưng mà mũ nó mất à. Ngoài đẹp lắm. Con này nó dày lắm, bên trong lót nỉ à. Này, con này dày cực kỳ luôn. Túi bên trong này. Made in Korea luôn. Ngoài xịn lắm anh em ạ. Quá chất luôn. Tay bò có dạng tốt này. Đây, túi hai bên có kéo nhá. Ngoài kiểu dáng đơn giản thôi. Nó dày dặn lắm. Cực kỳ dày dặn luôn. Con này R201. Con này R200 đây anh em ạ. Rồi, ông ghi số 6, số 0 ghi số 6 này. Con này R200 cho em nhé, con này R200 đấy. R200, nó ghi như số 6. R200 nhé, đó, bụng 58 dài 72. Con này R201 này. R201 nhé, bụng 53 dài 62. Bụng 53 dài 62, con này 150.000. Dày lắm anh em ạ, rẻ, quá rẻ. Và có một túi bên này đây, một túi bên này đây. Hàng của Hàn Quốc, tem Hàn. Tiếp theo này, con áo gió nhá. Con này là Westwood này. Logo là thêu nhá. Logo là thêu này. Size đây size 95 này. Màu xanh lá mạ. Con này bên trong lót lưới. Con này nó có cái nó có cái miếng này này. Nó có cái miếng cản gió ở đây này. Đâm ra là cái khóa kéo của nó sẽ bị hơi bị chặt đấy. Anh em mình phải kéo nó. Em cầm này mặc kéo nó rất là khó, phải mặc áo và người kéo nó mới dễ được. Đây,
Con này gió chống nước bên trong này, bên trong lót lưới cho em nhé. Thường là áo hàn nó kiểu nước nó xứ lạnh ấy, nó làm áo nó sẽ chất lượng, thường nó sẽ chống cả nước bởi vì chống tuyết mà. Mechina nhé, Mechina hàng xuất Hàn này. Mũ này tháo rời được nhé, đây này, mũ tháo rời được cho em nhé. Đây này, đây này, cái công nghệ chống nước của nó này, Performance Cell này. Đây, đây nhé, con này bên trong có một cái túi này, một túi khóa kéo nhé, một túi khóa kéo đó. Con này chất lắm. Túi hai bên là cũng có khóa kéo luôn này, màu đen. Xịn đó, ngoài xịn đó. Con này em tầm size M cho em thôi, size M nhá, em mặc size M với in này. Con này là mã R202 nhá, R202 này. Vai 43, bụng 51, giá là 67 nhá, R202 size M chứ. Vai 43, bụng 51 là 67 cho em nhá. Này ghi lại cho anh cái này. Này 200 mà ghi như là 206 thế này. Mã tiếp theo này, em lên một con Eco, Eco một con gió. Đây, size 105 nhá. Này gió hai lớp. Bên ngoài là gió, bên trong là lót lưới. Đây, bên trong lót lưới nhá. Con này dày dặn lắm. Made in China, hàng xuất Hàn. Đây, em tiếp mã vạch đầy đủ hết này. Màu đẹp này, mũ này tháo rời được nhá anh em nhá. Mũ tháo rời được này. Đây, tay bò có giãn tốt này. Con này em tầm size L cho em. Size L mà đẹp. Mới á, con này mới 95 như mới cho em. Túi hai bên là có khóa kéo nhá, túi có khóa kéo đây, tay bo có dãn còn tốt, mới đét luôn. Đây có một cái túi khóa kéo đó anh em này, đây này, đây nhá, một túi khóa kéo bên trong nhá. Đây tem Hàn, Made in China xuất Hàn, vai mới đét, gió mềm, R203 nhá, vai 49 bụng 60, giá là 69 cho em nhá, mã R203, vai 49 bụng 60, giá là 69, anh em tầm size L cho em nhá, size L mặc cho em. Ở mã tiếp theo này, em làm con gió mỏng một lớp này, con này siêu mỏng luôn, mỏng nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Con này là của Giordano, White Breaker, áo gió, chống gió, size L, mới đét luôn anh em ạ, mới đét, White Breaker, nó mỏng lắm, mỏng lắm, bên trong là may rất đẹp lắm. Con này cũng của Hàn, size đây ghi size 100, size 100 tương đương size L, đây, hàng nội địa Hàn cho em nhé. Giordano. Nó ghi L thôi anh em, tầm size M mặc cho em. Này size M mặc cho thoải mái. L mặc cũng được. Đây này. L tại vì con này nó kiểu như là gió thể thao ấy, mặc kiểu body ấy. Anh em tầm size L mặc cũng được, tại tay em mặc nó hơi dài tí này. Đấy, anh em mặc kiểu body ấy. Mã R204 nhá. R204 này, vai 45 bụng 51, dài 64 nhá. Túi hai bên này cũng có khóa kéo hết đấy. Bên trong thì nó không có túi đâu, không có túi đâu. Anh em mặc size M hoặc size L cho em được hết nhé. R204 nhé, vai 45, bụng 51, ở dài áo là 64. Một lớp áo gió, một lớp mỏng. Mỏng á, vai mỏng dính. Tiếp theo này, con này cũng một lớp mỏng này. Con này Color Sport này. Đây. Con này một lớp kiểu thể thao có giãn này. Cho các anh chú bác mình mặc đi thể dục buổi sáng này. Đây, chữ Hàn, hàng của Hàn, xịn đét luôn, con này không có mũ. Đây, nó làm các cái lỗ thoáng khí này, đấy, kiểu gió mặc đi thể dục ấy. Sáng ra mặc ngoài thể dục ấy, nó cản gió, đỡ kiểu gió độc với mọi người ấy. Này anh em tầm size L cho em. Xịn lắm, áo xịn lắm, túi hai bên khóa kéo này, trên này khóa kéo này. Một lớp này, màu đẹp lắm, màu đẹp, màu siêu phẩm, màu quá dễ mặc. Đây này, đường may bên trong em nhìn này. Đây, các cái đường may này, không tí chỉ thừa nào. Em biết ở đây rồi. Con này hàng Hàn. Con này là mã R205 nhá, R205,
vai 47 bụng 53 và áo là 67 cho em ạ. Anh em tầm size L thôi, size L này em ạ. Rộng R205 nhá, vai 47 bụng 53, dài 67 cho em nhá. Anh em tầm size L ạ. Tiếp theo này, con của Humay này. Humay nhá, con này gió dày dặn này. Humay, logo là thêu. Size con này size tận ghi đây 3XL luôn anh em ạ. Đây, bên ngoài là gió, bên trong lót lưới nhá. Áo rất là dày dặn luôn. Ngoài tem nó hơi mờ rồi, con này hàng của Hàn Quốc cho em ạ. Humay, con này mới đó. Size to thôi, đây này, tay bo có giãn này. 3XL cho em nhá. Con này anh em nào 90 100 cân. To á, này size to. Đây có túi này, có túi này. Một túi thôi. Con này mã R206 nhá, bụng 66 dài 77 nhá. Anh em 90 100 cân nha. Túi hai bên khóa kéo luôn nhá. Túi hai bên khóa kéo luôn. Tiếp theo này, em lên con gió một lớp mỏng tiếp nhá. Gió một lớp mỏng này. Đây logo chỗ này là in này. In nhá. Size 95, 95. Đây, mỏng lắm, con này một lớp cực kỳ mỏng luôn nhá. Size 95 cho em ạ. 95, made in China nhá. Tem Hàn. Hàng xuất Hàn cho em. Con này nó không có mũ đâu. Đây, túi hai bên là có khóa kéo nhá. Túi hai bên có khóa kéo này. Anh em tầm size M thôi. Size M, tầm size M mà cho em đẹp luôn này. Con này mã R207 nhá. Vai 46 bụng 48. Giá là 64 nhá. R207. Vai 46 bụng 48 dài 64. Túi hai bên là có khóa kéo nhá. Túi hai bên khóa kéo này, mới đen đẹp luôn. Con này mới 97-98%. Như mới. Đẹp lắm, mày đẹp lắm. Mới được cái tác cái bên trong bên ngoài, mới. Tiếp theo này, em làm con gió mỏng tiếp nhá. Con này gió mỏng, bên trong là lót lưới. Thêu hết nhá. Toàn bộ là thêu hết. Đây, thêu chữ Hàn nhá. Sau cũng là thêu này, chất lừ luôn. Thêu màu xanh than. Bên trong lót lưới này. Trong lót lưới có túi nhá. Đây, có túi khóa kéo này. Đây, con này Big Power, size 2XL. Con này nó bị thùng mất đây rồi. Đây này, con này em để tặng nhé. Vài mã tặng nhé. Con này là mã R208 nhé. Bụng 62 dài 66. XL cho em mặc được rồi. Túi hai bên khóa kéo ấy, con này tặng. Nó chỉ thủng một tí ấy. Anh em mặc nó cũng không lộ đâu. Thủng tí ấy, mã tặng nhé. Tiếp theo này, một con gió mỏng tiếp nhé. Hoài gió mỏng tiếp này, hàng của Hàn. Đây, con này Wi-Fi Outdoor, size 95, size M. Đây, gió một lớp tiếp nhé. Đây này, bên trong này, nó làm may nó. Đây, gọn gàng lắm. Mấy con hàng hiệu chính hãng nó làm nó chất lừ. Bên China nhé, China xuất Hàn. Con hàng xuất Hàn. Đây, nó đúng mùa cho nhà mình. Nên chú bác mặc cái thể dục thể thao. Mũ này là tháo rơi được nhá. Tầm size M mà cho em đẹp này. Đây, túi hai bên là có khóa kéo nhá. Trên này cũng là có khóa kéo luôn này. Túi hai bên khóa kéo hết nhá. Rồi, chất lừ luôn. Mã R209 này, vai 43 bụng 49. Vé là 67 nhá. Chuẩn size M cho em ạ. Chuẩn size M cho em. Áo rất đẹp luôn. R209 này. Vai 43 bụng 49. Giá là 67 ạ. Đây, ở dưới có cái thắt nhá. Dưới có cái thắt này. Hàng China xuất Hàn. Tiếp theo này, em lên con gió mỏng tiếp này, màu xanh than nhé. Xanh than con này Gisen. Gisen. Con này gió thể thao có giãn được nhá. Đây này. Nó có rất nhiều các cái lưới này, đằng sau cả con áo nó có cái lưới này. Đây này. Đấy. Kiểu đằng trước cản gió đằng sau thoáng ấy, tập thể dục thể thao, mũ tháo rời được này. Ngoài tầm size S này. Ngoài size S cho em ạ. Size S, nữ size L. Đây, túi hai bên là có khóa kéo nhá. Túi hai bên khóa kéo đây. Anh em tầm size S cho em thôi. Mã R210 nhá. Vai 39 bụng 44. Giá là 62 nhá. Áo gió thể thao. Gió thể thao. Đây, Nissan Sport. Mã vạch này. Con này là hàng Hàn Quốc. Made in Korea. Đây, tem mã vạch đầy đủ hết. Anh em tầm size S cho em thôi. Tiếp theo này, em lên một con gió, con này dày dặn lắm. Màu xi măng, kiểu màu xi măng nhá. Con này dày dặn cực kỳ luôn, con này của Airwalk này. Hiệu VIP này.
Ewok size 110, tầm size XL cho em. Và nó dày dặn lắm. Áo kiểu áo leo núi. Bên trong là lót lót lưới dày á, là lưới này, lót lưới với cả gió nhá, dưới là gió này. Mũ thì tháo rời được này. Mũ tháo rời được cho em nhá. Ngoài bác nào tầm size XL cho em thôi. Màu đẹp, màu siêu phẩm luôn. Đây, màu dễ đẹp này. Chất gió nhám đây. Tay bò có giãn này, có cả dính này. Bộ này chất lừ luôn em ạ. Túi hai bên khóa kéo nhá. Ngoài chất gió thích á. Đây, chữ A nhá, theo chữ A này. Ewok. Đây, tem anh em nhìn nó mới đẹp đẹp luôn. Hàng mới đi Việt Nam này, xuất Hàn cho em. Tem nó mới đẹp đẹp luôn. Bác nào size XL cho em nhá. XL. Trên này có một túi nhá. Túi khóa kéo này. Chất lừ quá. Ở mã R211 nhé, R211 vai 50 bụng 60, giá nó 73 nhé, XL, chuẩn XL cho em. Này mới đẹp đẹp, mới hoàn hảo luôn. Quá đẹp. Bên trong cũng có túi khóa kéo luôn này. Đây, bên trong một cái túi khóa kéo nhé. Một cái thôi, có một cái thôi. Xịn lắm, áo xịn. R211 nhé, vai 50 bụng 60, giá nó 73. Tiếp theo này, đây một con Raptor size 100, size 100. Thêu hết đấy. Đây này. Đây chữ này thêu nhá, đằng sau nó cũng thêu tiếp này. Này màu đẹp này anh em này. Con này nó cũng kiểu gió dày dặn ấy. Bên trong lót lưới này, có một cái túi này. Con này tem nó hơi mờ mất rồi. Raptor, con này kiểu khoác kiểu rộng rãi. Túi hai bên túi thường nhá, không có kéo đâu. Con này mã R212 nhá, bụng 60 dài 69. Anh em tầm size L cho em ạ. Size L mà cho em đẹp nhá. Tiếp theo này, đây là một con gió màu đen nhá. Gió màu đen này, này của Michel Lagel size 105. 105 cho em, bên trong lót lưới. Cái này gió mềm á, bên trong lót lưới này. Con này là cũng tem Hàn cho em nhá, hàng Hàn Quốc. Đây, tay bò có dạng tốt này. Ngoài mềm á, gió cực kỳ mềm luôn đây. Có một cái túi bên này. Túi bên trong nhá. Con này có một túi bên trong à. Ngoài em tầm size L hoặc XL cho em. Đây, mới á. Con này mới 95%. Tay bò có dạng tốt này. Đây bên này nó có chữ M này. In này. Ở mã R213 nhé, R213 bụng 54 dài 72, L hoặc XL cho em nhé, bụng 54 dài 72, mới đen đẹp luôn, bên trong có túi này, tem Hàn nhé, con này hàng của Hàn Quốc size 105, mới á, áo mới mềm, túi hai bên là có khóa kéo ấy. Ở mã R213 nhé, bụng 54 dài 72, tiếp theo này, em lên một con gió này. Con này kiểu gió chống nước này, con này của Marmot này, áo màu cam nhá, con này mới đẹp đẹp luôn, con này dày dặn cực kỳ luôn. Đây, quá hai chiều luôn nhá, đi cây cây này, quá đồng chất lừ luôn. Đây, bên trong này, lót lưới nhá, đoạn dưới là gió này. Made in Việt Nam, con này hàng xuất Hàn này, của Hàn nó biệt là này, nó hay áo nào nó hay có mã vạch. Mũ tháo rời được nhá. Mũ tháo rời này, Marmot size 100. Mới đét. Đây, chỗ này nó không có bo đâu nhá, nó chỉ có dính nhá. Con này dày dặn lắm anh em ạ. Ôi trời, cực chất luôn. Khóa thì hai chiều. Ngoài quá VIP luôn. Túi hai bên là cũng có khóa kéo luôn nhá. Túi hai bên khóa kéo luôn này, con này như mới chưa? Đây, một túi khóa kéo trong này nhá. Bên này có cái này để túi tiếp này, hai túi bên trong luôn. Đây, màu là anh em đi kiểu tờ mờ sáng ấy, nó nổi luôn, đi thể dục thể thao này, hợp lý luôn. Mã R214 nhá, R214 này, bụng 53 dài 71 ạ, bụng 53 dài 71 tầm size XL cho em. Tiếp theo này, em lên một con cực kỳ dày dặn tiếp, mềm lắm. Con này của Joma size XXL.
Yoma này. Con này mũ bên trong nhá, mũ nó cuộn bên trong này, nó dày dặn lắm anh em ạ. Thêu nhá, thêu đẹp lắm. Đây bên này thêu này, Yoma này, có chim đại bàng. Bên trong cũng lót lưới dày, dày lắm, con này dày dặn lắm. Yoma em Hàn, mít, con này hàng của Hàn Quốc nhá, đây, tem Hàn. Con này gió mềm lắm, nó mềm lắm, tay bo co giãn này, nó dính này, chất áo xịn lắm. Con này anh em tầm size XL cho em, XL này size to lắm. Túi hai bên là cũng có khóa kéo hết nhá. Ở mã R215 nhá, vai 52 bụng 62, giáo là 74 ạ. Con này tầm size XL cho em, XL, XL mặc đẹp. Đây có một cái túi nhá, túi khóa kéo bên này này, bên này không có đâu, một túi thôi. Con này dày dặn lắm, mềm nữa, mềm lắm. Ở tiếp theo này, một con này của Lotto Italy, Lotto Italy cho em này. Cái này là thêu nhá, cái này thêu này. Con này nó có mũ này, mũ này dính vào trong rồi nhá. Này một cổ cao này, áo kiểu khoác cổ cao, lót to Italy, bên trong lót gió, bên trong lót gió cho em. Đây, size 100 nhá, có lưới này, có túi này, có túi bên trong này. Tem con này hàng Hàn Quốc, lót to Italy, hàng của Hàn Quốc này, tem Hàn cho em ạ. Đây, tay bò có giãn này. Con này có mũ nhá, mũ cuộn rồi anh em nhá. Đây này, đây là chỗ in này. Con này size to lắm anh em ạ. Con này size XXL cho em, 2XL. Túi hai bên là túi thường, không có khóa kéo đâu. Mã R216 nhá, vai 55 bụng 63, dài là 76 nhá, size 2XL cho em ạ, 2XL nhá. À, tiếp theo này, con này gió một lớp mỏng này, con nó Novit này, Novit. Đây, con này gió một lớp mỏng cho em ạ, gió một lớp mỏng. Made in Indonesia, con này hàng xuất Hàn cho em. Con này áo nữ rồi, và XL nữ, XL nữ. Con này mới đen đẹp luôn, gió một lớp mỏng nữ nhé. Con này 150 thôi, 150 thôi, R217 nhé. Vai 44, bụng 49, dài 66, XL nữ cho em, 150. Ở mã tiếp theo này, con này gió thể thao, chất cực kỳ đỉnh luôn anh em ạ. Chất nó dày dặn lắm. Đây này, màu nó cũng đẹp cơ, áo cực kỳ dày dặn luôn. Con này có Le Cap Sport này, size 95, hiệu xịn của Hàn luôn. Con này quá chất luôn ấy, áo nó cầm nó chắc nịch nhé. Áo cầm chắc lịch luôn, gió dày dặn lắm, bên trong nó gió tiếp nhé. Mũ con này tháo rời được này, mũ tháo rời này, lấy cáp nó chất xịn nhé. Nó sở chất áo sướng lắm anh em ạ, tay bo có giãn này, sau lại còn có cả dính nhé. Túi hai bên là cũng có khóa kéo nhé, màu đẹp dễ mặc cả, chất xịn lắm. Đây, bên này có một túi khóa kéo nữa nhé. Gió hai lớp, bên trong cũng là gió. Hàng Hàn Quốc này, tem Hàn này, mã vạch này, thứ này. Mã R218 nhé, vai 43, bụng 50, giá là 69 nhé. Ôi, quá đẹp luôn anh em ạ, chất lư. R218 nhé, vai 43, bụng 50, dài 69, chuẩn M cho em. Em M cho em mặc đẹp. Tiếp theo này, em lên một con gió thể thao, con này co giãn nhé, con dạng 4 chiều này. Con này kiểu dòng gió thể thao, con này tí bức. Con này gió một lớp này, nó làm chất đấy. Đây, một lớp này nó làm chất cực kỳ luôn này, anh em nhìn này, bò lót thứ này. Tem của Hàn nhé, sản xuất Indo, Indo xuất Hàn. Con này kiểu dòng sport thể thao, nó có co dạng này. Tay con này không có bo, nó chỉ có hai nước cúc bấm này. Đây, cúc nó cũng lập hiệu luôn ạ, con này xịn lắm. Con này anh em tầm XL cho em. Mã R219 nhé, vai 48, bụng 57, dài 72. Anh em tầm size XL cho em. Túi hai bên là cũng có khóa kéo. Màu đẹp, áo màu đẹp luôn. Mặc gió thể thao, này thêu. Tem Hàn. Trong có nó không có túi đâu. Rồi, mã cuối cùng nhá. Em đem con áo hiệu Ý này, con này L gốp này. Áo gốp, L gốp. Size 90.
áo màu đỏ, hai lớp nhá, hai lớp. Bên ngoài như kiểu gió kaki ấy, bên ngoài đây, bên này trong là gió nhá. Áo gốp. Con này là hàng Hàn Quốc, L gốp, áo gốp. Con này nó không có mũ đâu, con này không có mũ đâu. Đây, tay bò có giãn này. Con này thì anh em tầm size M cho em, M hoặc mà hoặc size S. Đây, túi hai bên là nó có khóa kéo. Khóa kéo nhé. Đây, con áo đơn giản đấy, áo gốc chất xịn. Con này mã R220 này, vai 40 bụng 53, giá là 69. S hoặc M cho em ạ. Áo gốc. À rồi ok. Vậy là em Dương đã lên hết 50 mã áo khoác gió cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các anh chú và mình đã chịu quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em video vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay nhé. Bye bye.